Cô vô nói câu hay ghê. Cô nói từ khi mà con biết thầy con cảm thấy bình an. Đi khám bệnh bác sĩ nói con có khối u trong cơ thể. Con nghe thầy giảng, thầy nói cây đu đủ nó nhỏ gì mà nó có rất nhiều trái, mà cây đu đủ chịu giông gió bão tố mà nó vẫn có thể chịu đựng được, và nuôi những trái đu đủ to lớn lên. Còn con thì cái khối u có bằng cụm tay gì thôi, thì cần gì con phải sợ. Ghê chưa? Nên từ nơi đó, nên mỗi một con người chúng ta, mình đã có niềm vui, có hạnh phúc, thì cái gì đến với chúng ta nó cũng cảm thấy hạnh phúc. Cái cô này, cô có hai đứa con, cô nói thấy đủ rồi, lo cũng cực rồi, con không muốn có con thêm nữa. Rồi tự nhiên nhân viên đến lúc cô có con nữa, cô gặp những đứa, cô nói rằng nếu mà con không biết thầy chắc con không có giữ đứa con này. Và con giờ cảm thấy lo rằng là có đứa con này không biết con có tu được không. Những đứa nói sao cô lo chuyện chi vậy, sao cô không nghĩ lại đi, là biết đâu có đứa con này tu còn nhiều hơn. Sao nghĩ vậy á? Thì biết rằng con người chúng ta sao ưa nghĩ những cái tiêu cực trong cuộc đời quá, lạ ghê. Tại sao chúng ta không nghĩ tích cực á? Sao chúng ta không nghĩ nó tốt á, thì nghĩ nó xấu không à? Tối ngày nghĩ xấu không đi, không chưa nghĩ tốt đâu. Ví dụ như lúc mình còn khỏe gì, bắt mình buôn bán, bắt mình làm việc này việc kia nhiều, biết đâu có đứa con này để cho mình ngồi đó niệm Phật suốt tối ngày thì sao? Hiểu không? Với biết đâu hai đứa con trước nó không hiếu bằng đứa con này thì sao? Tất cả những cái nghĩ chúng ta đều là tốt hết đi. Thì tự nhiên khi các cô đi tu gì mà tự nhiên mình có bù, có bầu thì mình cứ vui vẻ đó, vui vẻ để sanh con cho đặc biệt nha. Nó biết đâu những đứa con sau này là những đứa con sau này hộ trì những đức tu làm sao. Nghĩ vậy đi thì quá đặc biệt. Nên cái tâm chúng ta đã an rồi, thấy cái gì cũng an. Trong cái cõi đời này nó có cái sinh tồn tự nhiên hay lắm. Không có cái gì mà sống trong cuộc đời này mà đi vào con đường bế tắc. Bế tắc là ngay chúng ta thôi. Chứ thật sự thì bất cứ cái gì trong cuộc đời này nó đều có cái mở ra. Ngay cái mình, nó mở ra ngay mình. Đóng cũng ngay mình, mà mở là ngay mình. Những đức bê hổm tới giờ ở chùa, những đức cũng gặp một số việc lu bu đó. Nhưng mà những đức thoát ra khỏi cái là giống như tăng trưởng cảnh giới tu hành. Nên thấy cái gì cũng tốt ghê, đặc biệt vô cùng. Nên chúng chùa tự nhiên ai cũng thấy yên tâm và bình an. Tại vì sao? Vì một con người sống trong cuộc đời này mà chưa được gặp những cái trở ngại, mà Như Đức thì gặp trở ngại nhiều, nhưng mà càng ngày càng tăng lên, thì tất cả những cái trở ngại đó hình như Những Đức buông ra mau ghê. Chắc là Những Đức thường an tâm cho người khác, nên bản thân Những Đức cũng được an tâm mau ghê. Hay lắm. Thiền to thì gió lớn quý vị ơi. Sống trong cuộc đời là gì đó. Nên mỗi một người chúng ta nên sống những ngày tháng đặc biệt. Tại sao chúng ta không sống những ngày tháng đặc biệt, mà chúng ta mỗi ngày đi lo cái chuyện chưa đến với mình bất an chi à? Thí dụ như cái cô này, lúc cô có chồng, chồng cô phụ lo việc với cô, sau này hai vợ chồng không còn duyên nữa, xa nhau, thì cô vẫn sống như vậy. Lúc trước khi chồng chưa xa mình, mình nghĩ nếu một ngày nào ảnh bỏ mình sẽ sống sao đây. Nhưng mà cuối cùng khi ảnh bỏ mình thì mình vẫn sống. Thấy không? Sự sinh tồn trong cuộc đời này đặc biệt lắm. Nên trong cái câu Hòa Thượng Tịnh Không dạy sống trong thế giới biết ơn, cảm ơn người bỏ rơi ta vì họ giúp cho ta sống tự lập. Đó. Hay ghê không? Phải không?
Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta không cầu chỗ đó, nhưng nếu sự việc đến với chúng ta chỗ đó thì chúng ta phải sống cho tốt. Mỗi người nên sống cho thật là tốt trong cái cuộc đời này, sống cho đến hơi thở cuối cùng của chúng ta luôn luôn tốt. Dù cho là sự việc gì có đến chúng ta, chúng ta hãy mở tâm mình ra để cho mình có một lối thoát, đúng không? Ai mà dạy gì thì đóng cái tâm lại để cho mình không có lối thoát. Ví dụ như mấy bé nhỏ nhỏ này các con nhớ nè, ví dụ như các con lớn lên các con lỡ yêu ai đó, nghe không? Các con trao cả trái tim. Quá chân thật, quá nhiệt tình, à, cuối cùng bị người ta lừa dối bỏ mình, nghe không? Thì các con nói rằng đây là một bài học trong cuộc đời, ta phải tiếp nối con đường này đi cho tốt. Không có dạy gì tự nhiên mình nói không có anh bầu trời như sụp tối. Không có em anh không biết nói gì đây. Đó, nghe chưa? Thôi, chúng ta đừng bao giờ đưa mình vào con đường tiêu cực như vậy, đúng không? Chúng ta nên sống đặc biệt chứ. Nó, cuộc đời này mình phải tiếp nối, mình phải sống cho đặc biệt, cho tốt hơn nữa. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần kinh nghiệm trong cái cuộc đời của mình. Tại sao chúng ta không sống gì mà chúng ta đi vào tiêu cực, buồn chán chi vậy? Từ hôm nay chúng ta biết nhau, tuyệt đối chúng ta không có buồn. Từ bây giờ cho đến hết cuộc đời không buồn nữa. Quá trời công việc, nhiều việc quá mà còn khổ nữa thôi. Sống có ý nghĩa gì, đúng không? Vì cứ nghĩ nhà mình có một hai người thôi, còn những đức mỗi ngày ngàn mấy trăm người bị nghĩ đơn giản không? Không đơn giản, mà những đức còn có cảm giác đặc biệt. Những đức không cảm giác đặc biệt sao những đức làm được những chuyện này? Những đức còn chịu rất nhiều áp lực chứ không phải giỡn đâu. Mỗi người đều có áp lực. Chúng ta mỗi người sống trong cuộc đời này, mỗi người đều có áp lực. Sức ép trong cuộc đời này rất là cao chứ không giỡn đâu. Chúng ta phải sống làm sao mà đừng có bị nó ép. Nó ép mình mà mình cười mới phê chứ. Hiểu không? Ví dụ như mình nói ví dụ như một cái cây gì nặng nặng nó đè mình, thì nếu mà mình la để mình cầu cứu thì mình khổ. Nó đã đè mình dậy không nổi rồi, thoát không được rồi, thì chúng ta nằm im chúng ta cười đại đi. Nó còn ý nghĩa hơn nữa quý vị. Nếu lúc đó mà nó ép mình chết luôn thì mình cười mình đi, dẫn đi đến cảnh giới tốt đẹp, đúng không? Nghĩ vậy đi nó quá hay rồi. Nên những đức nói rằng là chúng ta sống trong cuộc đời này đều có lối thoát hết, không có cái gì mà không có lối thoát hết chứ. Chỉ có cái là chúng ta chịu thoát hay không thôi. Ví dụ như bây giờ mình có một người chồng mà trong lòng mình nói người chồng này là số 1 đặc biệt nhất. Ai biết được nó có số 1 tới cả đời không? Nó số 1 hiện tại thì chúng ta cứ chấp nhận cái số 1 đó đi. Chúng ta cảm thấy mừng khi có một người chồng được tuyệt vời nhất đi. Rồi mình nghĩ con đường hậu là nếu một ngày nào nó trở quẻ không tốt thì sao? Mình đặt câu hỏi trước luôn đi. Nếu một ngày nào chồng mình trở quẻ không tốt thì làm sao? Mình nói thì ta phải sống chứ làm sao, đúng không? Ồ, cái sống này thì thôi, cuộc đời quý vị cứ như là thôi, quá tự tại. Chúng ta đều cảm giác rằng là tốt, mọi việc đều là tốt. Tốt, hiểu chưa? Không, cái cách học tập này nó nhẹ nhàng sao đâu quý vị. Chắc nó đi đến cảnh giới tự tại. Nên những đức nói với mấy thầy làm việc cùng với những đức nói tốt, cái gì cũng được hết, như thế nào cũng tốt hết, ai phiền não kệ người ta, còn bản thân mình phải sống làm sao đặc biệt, đúng không? Đó. Vậy thì quý vị về đây nó tích tụ được cái nguồn năng lượng, giống như giờ những đức giống như là đường dây chính phát điện. Đường dây chính phát điện, đúng không? Nếu mà cái đường dây chính phát điện này mà nó yếu điện thì làm sao phát cái đường dây phụ? Mình phải nghĩ mình là đường dây chính phát điện để mình tích tụ điện cho nhiều, để mà ai về đây mình cũng chia cho người ta một miếng điện. Đúng không? Điện là năng lượng đó quý vị.
Khi chúng ta có năng lượng rồi, quý vị thấy gương mặt tươi rói chưa? Giống như chị Thư, từ khi mà xa anh Chính tới giờ chị Thư càng ngày càng đẹp, đúng không? Tuy lo cho con nhưng mà được đi tu hành, rồi cũng không ai chối buộc mình. Không mà nói gì cho mấy bà cũng đừng học theo người ta nghe chợ. Tại vì cái đó là cái duyên nợ của người ta, thấy không? Duyên đến thì tiếp nhận, mà duyên hết thì xa nhau. Trong cuộc đời nó là như vậy, nó đều là quy luật mà. Nên Đức Phật chỉ mình là con người không chấp nhận quy luật này, nên mới đi vào cái chỗ ái biệt ly khổ, quán tăng hội khổ, là quán thù gặp nhau khổ. Ái biệt ly khổ là thương yêu quá mà xa nhau khổ. Cầu không được khổ là cái cầu mà không được như ý mình khổ, không vừa lòng, không vừa ý, trách giờ trách người là khổ. Nên từ nơi đó Phật mới nhắc mình là thương yêu nhưng xa nhau là hết duyên, hết nợ, đừng nên khổ. Nên Phật nói rằng là ái biệt ly khổ là đa phần con người đều ái nhiễm đồ khổ, rồi đi đến cái chết. Cả đời thương yêu nhau, nhiệt tình lo cho nhau mà đi đến cái chết là khổ. Bây giờ mình là người học Phật, mình quy luật, mình hiểu là đi đến cái chết là chấm dứt một đời người trong cõi này khi chúng ta gặp nhau. Nghe không? Rồi tiếp nói bản thân mình phải đi đến chỗ đó. Có nghĩa là mỗi tầng lớp của con người từ xưa tới nay, chúng ta đều không tránh được cái quy luật sanh diệt. Bất cứ một cái gì trong cái cuộc đời này cũng không tránh được quy luật sanh diệt. Từ thực vật, động vật, khoáng vật và con người chúng ta, bất cứ loài nào cũng đi vào cái quy luật sanh diệt. Nên ví dụ như ngày xưa những đứa còn nhỏ, những đứa nhìn con sông trước nhà những đứa, nó chảy ra chảy vào con sông nó được. Nhưng mà thời gian đi qua, con sông vẫn là con sông, nhưng nước nó cạn queo. Nó theo quy luật sanh diệt. Rồi chúng ta đã từng nhìn một cái cây nào xanh tươi vô cùng, vài ba năm sau chúng ta nhìn cái cây đó khô queo và đi vào cái chết. Nên cái quy luật của thực vật, động vật, khoáng vật nó đều sanh diệt hết luôn. Vì con người chúng ta cũng không tránh khỏi điều này. Vậy thì tại sao chúng ta không sống những ngày tháng cho nó đặc biệt, cho nó tuyệt vời, và làm những việc gì ý nghĩa trong cái cuộc đời mà mình đang được sống, đúng không? Nên những cô trưởng đoàn nè, những người dẫn đi tu nè, rồi các cháu được đi đến chùa nè, mọi người chúng ta được ngồi đây, mình cảm thấy mình hạnh phúc quá. Tại vì giảm vô tay lại đi. Nhớ nè, tại vì chúng ta cảm thấy rằng mình rất là hạnh phúc. Nếu như mà giờ này nguyên cái số lượng người này đang ngồi ở đây mà nó đặt mình đi vào một cái vị trí khác, đó là một cái quán ăn mà đồ mặn, thì nguyên một cái dàn người chúng ta đang ngồi đây và ăn bao nhiêu con vật nó sẽ chết trong cái số lượng con người này đang ăn. Nhưng mà cái hoàn cảnh đó nó đặt lại cho chúng ta đang ngồi ở đây để nghe đạo, thì tự nhiên mình thấy rằng không có con vật nào chết vì mình, mà mình lại còn nghe đạo và có được cái bình an, nên đây là cái hạnh phúc rất là lớn, đúng không? Nó rõ ràng luôn đó. Nên mình thấy rằng cái hạnh phúc gì này rồi mình nên trân quý cái hạnh phúc gì. Nhưng mà có những người, người ta ngồi ở đây mà người ta lại không chịu ngồi đây, người ta có thể đi ra ngoài kia, người ta ngồi bấm điện thoại một mình, hoặc ta đi lỡ gốc cây nào ta ngồi lạ vậy đó. Bây giờ nếu kêu những đứa chọn, những đứa nói ôi chỗ nào đông người người ta ngồi gì, tôi lỡ tôi ngồi cho nó vui, chứ dạ gì đi ra ngoài chỗ nào ngồi mình chi, ngồi mình dễ bị ma dược. Mình một mình ma mới dược mình. Thí dụ như người ta ăn hiếp mình là do mình một mình á, chứ nếu như mình đoàn kết, mình là một đoàn thể đoàn kết, không ai mà ăn hiếp mình. Những đứa nói nè, tất cả các cháu nhỏ con nhớ nè, một cái đất nước mà đoàn kết không có ai dám xâm phạm đến đất nước đó chứ. Dù là một đất nước nhỏ người ta cũng không dám xâm phạm nữa. Một đất nước mà từ trên tới dưới đều đoàn kết đồng lòng, không có ai dám xâm phạm hết. Một đất nước mà người ta dám xâm phạm là đất nước đó nó có chỗ hở, người ta mới dám xâm phạm. Ví dụ như những đứa coi lịch sử Trung Hoa,
Một đất nước lớn vô cùng mà tại sao Nhật nó dám xâm phạm? Vì sao? Vì nó nắm ngay đầu não những người ham tiền, bỏ tiền ra mua chuột, cuối cùng nó mới xâm nhập đất nước đó. Nó khuyết là do ngay chỗ nào? Không nhìn ra cái con đường rộng của một cái xã hội lớn. Chúng ta đang sống trong một xã hội lớn, chúng ta không thể nào đầy đủ giữa cá nhân chúng ta được đâu. Có nghĩa là chúng ta phải trang trải ra cho tất cả mọi người, ai cũng có được cái hạnh phúc đó, thì ta sẽ gây dựng hạnh phúc đó được lâu dài. Nếu như chúng ta chỉ biết bản thân mình hạnh phúc và mình được đầy đủ, còn mặc kệ người khác làm sao, bản thân chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc tồn tại lâu dài. Nên người có góc độ trí tuệ là người biết nhìn cho xã hội hạnh phúc. Đó là nền tảng để cho ta được hạnh phúc. Nhớ nghe các con, nhớ nghe các con. Lớn lên á, đi học á, phải nhìn nhận chỗ này. Như cuộc đời Bác Hồ hạnh phúc lắm. Tại vì Bác Hồ ngày cho người ta được hạnh phúc. Ngày cho người ta được hạnh phúc nên bản thân Ngài rất là hạnh phúc. Mình thấy Bác Hồ tuổi về già, Bác Hồ ngồi Ngài nói một câu rằng: cuộc đời tôi mong mỏi làm sao cho đất nước chúng ta được thái bình, nhân dân chúng ta được sống tốt, an cư lạc nghiệp, tất cả những cháu nhỏ đều được đến trường đi học, không bị bù chữ. Còn tôi khi lớn tuổi chỉ cần một căn nhà tranh, bên cạnh đó có một cái ao cá, sống những ngày tháng như một ông già bà cả, mỗi ngày sống nhân sinh, cảm thấy đó cũng đủ rồi, còn danh lợi tôi không cần đến. Phải không? Nó con người vậy thì quá tuyệt vời, đều đem tất cả chất xám của mình để mà cho tất cả người được nhờ. Nên người ta mới nói câu là muôn đời nhớ ơn Bác. Một con người cũng là một con người như mình, họ cũng là hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, một cái bản thân như chúng ta, mà là người ta lại làm một cái chuyện vô cùng phi thường. Còn bản thân mình lại đi đến đây, có những người còn trẻ lớn lên đi hút chích xì ke ma tí. Chúng ta tại sao không bình tĩnh suy nghĩ lại? Chúng ta còn làm được nhiều việc lắm. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh, chúng ta sống tốt, sống vui là chúng ta làm rất nhiều việc trong cuộc đời này. Trước nhất là chúng ta nên sống cho đặc biệt trước nè, rồi mới làm được việc lớn. Đó là sống cho vui, rồi sống cho có ý nghĩa trong mọi hoàn cảnh. Từ nơi cái hành động, cái tâm đó của mình mới làm được việc lớn. Thí dụ như những đứa coi câu chuyện của chàng nít, quý vị cứ coi đi, cục hai tay hai chân. Cuộc đời chàng nít này đã từng có những thời gian muốn kết liễu cuộc đời mình, tự tử chết đi. Và nhờ chàng nít này coi được lịch sử, coi được những người tặc quyền mà đứng lên, chính bản thân mình đứng lên được. Chàng nít này đã có đủ dũng khí để phát minh chính bản thân mình, làm được những việc mà không thể nào tưởng tượng được. Sau này chàng nít này khi sống và thành đạt được, sống vui vẻ được, thì từ cái hành động của chàng đã trở thành một người giảng thuyết, đi khắp nơi thế giới để giảng thuyết. Chàng cũng có qua bên Việt Nam chúng ta, đi đến những trường đại học để chi? Để giảng dạy cho các thiếu niên trẻ nhìn vào hình tướng của chàng, để các con đừng nên đi chích xì ke ma tí. Vì một chàng trai cục tay cục chân, ao ước gì trong lòng của chàng, ao ước gì tôi được có đôi tay đôi chân. Nhưng chàng không có thì chàng phải chấp nhận sự sống đó. Và chàng phát minh từ tư tưởng trí tuệ của mình để làm được những việc mà người khỏe mạnh vẫn không làm được. Như vậy thì tất cả các cháu được nghe giáo dục nè. Không lẽ mình lớn lên mình đi chích xì ke ma tí, mình đi làm những việc giữa cá nhân mình thôi. Các con đi học, các con còn có thể làm được rất nhiều việc trong cuộc đời này. Nhưng mà con người muốn làm được nhiều việc trong cuộc đời này, trước nhất bản thân chúng ta nó phải có một cái sức sống đặc biệt tuyệt vời lắm, thì chúng ta mới làm được việc lớn được. Vì mình thiếu sức sống sao làm? Một con người thiếu sức sống, một con người buồn chán, một con người rầu rĩ, một con người cứ cho rằng mình là không thành đạt, mình dở quá, rồi mình thiếu phước, cứ cho mình vậy hoài, làm đâu cục vốn đó. Vậy thì làm ở đâu cũng cục vốn đó, đừng có làm nữa. Đi tu đại đi để nó tăng phước lên rồi mới làm, hiểu không? Bây giờ những đứa nói với vị nghe nè, làm ăn đụng đâu thua lỗ đó, đụng đâu thua lỗ đó, thì đừng có làm nữa, giữ vốn lại. Biết rằng chưa đến thờ, bây giờ phải gây dựng cái đạo đức, cái phước của mình, phải gây dựng niềm vui trước đi. Khi đến lúc đủ duyên rồi lúc đó mới làm. Ai dạy gì thua lỗ hoài mà nhủi đầu vô làm chi, để mà bản thân mình cục vốn rồi nợ nặng lo âu,
Bây giờ chưa có thiếu nợ mà thấy mình làm không có được thờ, thôi đừng có làm gì chứ á. Mỗi ngày ba buổi cơm lai rai, đi đến chùa mình lai rai, rảnh rỗi không có việc làm, vô đây làm công quả. Vậy thì đến lúc phước duyên đủ rồi làm thì thành công à, chắc chắn luôn á. Bây giờ điển hình như bản thân của những đức ngoài đời làm được trò trống gì đâu, có suy nghĩ bao nhiêu chuyện cũng thành công được cái gì chứ á. Có một mình một mà lo không xong, tết năm nào cũng đi mượn nợ ba cũng tháng lương diện tết thì biết cỡ nào chưa. Vậy đó mà bây giờ nuôi 1,000+ người, cái này thầy tình mà nói lạ ghê. Có khi mình ngồi mình suy nghĩ, thấy không? Rõ ràng chưa, khi phước báo nó tăng lên thì mình còn không muốn hưởng, mình đi đưa cho người ta hưởng hết trơn. Như chương trình khiếm thị đó không, bao nhiêu tiền bạc cho người ta, còn rủ được bao nhiêu người về cho tiền người ta, nó thấy chưa. Nên từ là một con người đơn giản thôi các con, nhưng mà làm được vậy thì làm gì các con làm được. Chỉ có cái mình thiếu lòng tin với chính mình thôi. Chúng ta là do mất lòng tin với chính mình nên thất bại. Thấy không? Mất lòng tin với chính mình. Nên mỗi một người nam á, một người đàn ông trong gia đình á, chúng ta không làm ra được tiền nhưng chúng ta nên sống lạc quan. Mình mà sống lạc quan được là gia đình mình đang hạnh phúc á. Chứ đừng có bi quan. Lạc quan chứ đừng có bi quan. Nhớ trong cuộc đời này sống lạc quan là sống có ý nghĩa, là sống có tương lai. Còn sống bi quan là sống chờ chết ấy. Bi quan à, nhớ kỹ trong cuộc đời này không có một cái gì mà không có lối thoát ấy, nghe chưa? Quy luật nó là có lối thoát chứ không phải là không có lối thoát. Ông trời có đức hiếu sinh đều cho con người lối thoát hết. Bạn có biết thoát hay không thôi, chính bạn hãy tự suy nghĩ, thấy không? Mình mà an lạc mình vui rồi thì người ta đem người ta nhốt mình lại chỗ nào mình cũng vui nữa. Nó lạ lắm, vì sao? Cái tâm của mình ngồi ở đâu á, nó cũng lượng tặng hư không nữa. Nó vui tại vì nó chấp nhận mà. Đó, cái chấp nhận quan trọng. Hiểu không? À. Cái chấp nhận nó rất là quan trọng. Nên tại sao có những người phụ nữ có bầu đẹp lắm, nhưng có những người phụ nữ có bầu rất là xấu. Như cô kia, cô có bầu cô đẹp, sinh con ra đẹp, thấy không? Tại vì sao? Cô niệm Phật, cô cười, cô vui hoài. Nên khi cô mang bầu cô rất là đẹp. Cái tâm từ của cô nó làm cho con cô nó đỡ đụng chạm cô. Còn khi mình mà có bầu, mình lo âu chuyện này chuyện kia, mình sợ chồng đi sớm về muộn, mình gầu rĩ, mình không biết chồng có đi có vợ bé vợ mọn gì không. Rồi mình rầu rĩ, rồi giết, rồi mình xấu xí cái thời gian có bầu. Nên có những người phụ nữ có bầu rất là xấu. Mình có bầu á, mình cũng phải mua đồ bầu, đồ mình bận cho nó đẹp. Mua đồ có bông có hoa, đồ bận cho đẹp, để bản thân mình vui, để sanh con ra đẹp. Chứ mình đừng có mà kiểu mình có bầu mà mình đi mua đồ, bận đồ cũ kỹ, đồ xấu xí. Mình có bầu nhưng mà mình vẫn làm sao gọn ghẽ, mình vẫn sạch sẽ, mình vẫn đẹp. Để làm chi? Để sanh con ra đẹp. Chứ mình đừng có để mà nghĩ mình có bầu bì rồi thôi bà thí đại đi. Nó khi mình có bầu mình cũng ngồi đâu ăn, đứng đâu ăn, đi đâu ăn cũng phải đàng hoàng. Và mình thường cười suốt vậy đó. Nó, chồng hỏi, ủa sao tôi thấy bà có bầu bà cười tối ngày, bộ bà có gì tôi đưa bà đi bệnh viện khám. Mình nói là em cười cho nhiều để con của mình sau này nó cười nhiều anh nè. Thấy không? Đó. Mình nói một câu người ta nghe, đàn ông ta nghe người ta cũng thấy yên tâm. Nó bây giờ vợ ở nhà bầu bì, ông đi làm đồ á, đi đâu cố gắng tranh thủ về một chút ha. Nên là có gì còn có đàn ông giải quyết chuyện trong nhà, chứ đừng có lúc như bình thường đi đâu đi quên cả lối về. Còn bây giờ thì vợ có bầu bì, đi đâu thì tranh thủ về. Nói một câu vậy thôi người ta hiểu rồi, hiểu chứ. Chứ gặp mà nhằn, đàn ông khó chịu vụ này lắm. Nên mấy cô mà nghe lời những đức đi chồng ta thương lắm. Đừng có nhằn, nó mệt mỏi lắm. Đàn ông ta thích cái gì nói đại một câu thẳng thắn đi rồi xong. Chứ đừng có nhằn, hỏi đon, hỏi ren, hỏi mây, hỏi gió, hỏi chuột, hỏi mèo. Nó mệt mỏi dữ lắm quý vị. Ô. Yeah. Nên
Những đức sống với đại chúng vì sao vui quý vị? Vì chúng ta đều đem cái bình an cho nhau, chứ bao giờ có ràng buộc cái gì nhau nặng nề đâu. Nào, bây giờ thời tiết nó nóng nực, cái gì ăn uống được ngon lành thì ăn, nó chuyển qua hướng khác để thấy nó không có nóng. Thời tiết nóng nực mà cứ than thở thiếu tiền hoài, nó nóng dữ lắm. Hiểu chưa? Nó, nên cái lúc mà mình để ý gì nè, mình là con người mà khéo sống là mình sống gì nè, chỉ vì lúc chúng ta làm ăn được, chúng ta đang gỡ tiền vô ngân hàng một số tiền. Lúc mà làm ăn không được, hay lúc thời tiết nóng nực này, hay làm ăn kinh tế khó khăn, rút tiền ra để dành, để xài trong cái thời điểm này. Đi thử đi, thử đi rồi thì thấy à. Để làm chi biết không? Để nó qua cái lốt này rồi, nó sẽ có cái lốt khác tốt hơn, là lúc đó nó thạnh liền vậy đó. Nó lên ào ào như diều gặp gió vậy đó. Còn nếu như không biết cách sống này, lúc này cái đầu nói thôi khó khăn quá, làm ăn kinh tế này khó khăn quá, thôi nhịn ăn uống đồ, ăn nhín ăn nhút đi, làm cho gia đình mình bị tiêu cực, làm gia đình mình nặng nề. Vậy thì từ cái thời gian đó nó đi đến cái công đoạn để thành công á, thì con người nó tiêu cực luôn, nó không phát được. Còn cái thời điểm mà đang làm không được, mình phải rút tiền ra để mình xài. Mình xài để chi? Để lúc mà đến thời đến á, là chúng ta đầy đủ năng lượng rồi, nên lúc đó chúng ta thu hút tiền bạc còn nhiều hơn nữa, 100% luôn. Ở này là tôi thí nghiệm hết trơn rồi. Thí nghiệm rồi. Hồi xưa những đức mới đi xuống đây á, những đức thành công là quý vị biết ngay chỗ nào không? Những đức như người ta là không có thành công đâu. Những đức thành công là ngay chỗ này nè. Lúc chùa mình mới xuống đây 100 mấy chục người, không có ai mà đến cúng những đức gì đâu. Rồi thùng tam bảo đây phải đưa cho hòa thượng xây chùa hết trơn. Những đức là giống như con khỉ khô, không có cái giống ôn gì chứ, hiểu không quý vị? Vậy đó mà nhờ những đức vui. Những đức giống như là gì? Mình cũng lì luôn, mình liều luôn. Mình nói các cụ yên tâm, tiền cứ bỏ trong túi để những đức lo. Ồ, mình nói câu mạnh đi ghê. Mà mình quay ra phía sau mình nói A Di Đà Phật. Rồi bắt đầu ai cúng những đức được một chút, bắt đầu những đức nói bữa nay nấu lẩu ăn. Ghê không? Cái người bên cạnh những đức nói trời ơi ông là ông, được có một chút mà để dành ăn vài ngày. Những đức nói vài ngày thì cũng hết, chơi bữa nay biết đâu ngày mai có. Ghê không? Những đức hơn người chỉ đúng có một cái là lo cho chúng, chứ không phải những đức chơi tầm bậy. Như quý vị ngoài đời thì quý vị đem đồng tiền để quý vị đi ăn nhậu bê tha, cái này là quý vị cá nhân, quý vị sao có phước. Còn những đức đây là nuôi các cụ già, những đức lo cho chúng, nên có một cái là những đức muốn an tâm chúng. Những đức nấu nồi lẩu, mấy bà già mới nói ông này có tiền chứ không phải là không có, thấy không? Có tiền chứ không phải là không có đâu. Vừa nấu lẩu ăn ngon xong cái tự nhiên cầm tiền là mấy bà mới kéo tiền ra cúng dường. Tại vì bà thấy nấu lẩu cho bà ngon, bà đem tiền lên cúng, cái mình nói ngày mai ăn bánh ướt. Ghê chưa? Ăn xong cái bà nói công nhà ông thầy này, ổng có tiền chứ không phải không có đâu nghe, ông lo được, ông mới giỡn đâu nghe. Cái ăn xong cái vui quá, cái đem tiền lên cúng nữa. Cúng nữa nhưng đức lấy tiền đức làm nữa, làm hoài. Vậy đó mà từ từ ai cũng nghĩ nhưng đức là người có tiền chứ thật sự không có tiền. Ghê không? Đây là 100% lố. Mà phải làm đúng nơi đúng chỗ nghe. Mình vì người ta thì mình thành công ghê lắm. Nên mình vì cái gia đình mình, đừng có để gia đình mình tiêu cực một chí, hiểu không? Mình là người cầm tiền, đàn ông, phụ nữ đang cầm tiền, thì trong cái thời điểm khó khăn mình phải đem đồng tiền dư ra, đồng tiền mà trong ngân hàng nhiều rút ra bớt để xài, để cho chồng con đừng có lo, đừng có lo, để cho họ vui đi. Họ vui rồi nó sanh phước, vui rồi nó mới sanh phước, hiểu không? Chứ để họ lo là họ sẽ tiêu cực đó. Mà tiêu cực là nó tổn sạch phước hết trơn. Có người mà buồn là hết phước á, có người vui mới có phước, vui mới có phước mà. À, bây giờ quý vị về đây, quý vị về chùa, quý vị thấy thích ghê không? Tại vì chùa mình vui. Chứ về đây mà bây giờ người trong chùa này ai mà gặp quý vị cũng sụ sụ cái mặt. Họ gặp quý vị cái về chi hả? Chùa chiền cơm gần hết luôn mà về ăn còn hơn cái gì nữa. Vậy thì ai về đây? Vậy thì quý vị ở đây chết queo hết trơn, khỉ khô.
Nhưng mà mình ở đây tích tụ được một nguồn năng lượng tuyệt vời ghê. Người ta về đây người ta được vui nè, thì người ta vui, người ta đâu có phụ phàng tình mình đâu, hiểu không? À, hay chưa? Công nhận hay chưa? Đó, nên mình là ông chủ lớn á, là góc độ phải sâu. Chúng ta có con người là có thiên hạ, yên tâm đi. Khi mà công ty hay là có dịch bệnh gì đó, chúng ta lấy tiền dư ra mình chơi với nhân viên. Ồ, con người vậy mới là con người, sau này làm chủ lớn hơn. Mình lo cho nhân viên đi, sau này nhân viên khi mà trở lại bình thường nó không có bỏ mình, mà nó làm việc với mình nó còn cực lực hơn nữa. Lúc đó gom lại, lo cho con người phước báo tăng. Phước báo đã tăng rồi sao sự nghiệp đi xuống lại. Còn mình cái lúc dịch bệnh này nãy kia, mình không phát lương cho người ta, bớt người làm, mình chặn bớt cái đầu sống của người ta, con người người ta nó bị khổ đi, mà mình vẫn còn, mà mình sợ lo, cuối cùng mình hết phước, sự nghiệp mình mới tan tành. Nên chúng ta khi nhân viên làm việc cho mình, khi khổ mình phải giúp người ta. Nhà có hậu sự bệnh hoạn giúp đỡ, nhà có cha mẹ mất đi lo hòm gương. Bản thân mình như vậy đi, người ta làm cho mình, người ta sẽ làm bỏ mạng thì mình mới thành đạt, hiểu chưa? Rồi 100% luôn, người ta không dám làm chỗ này. Chứ nếu người làm việc lớn là nên có góc độ này đi, thì quý vị sẽ là người tồn tại lâu dài dữ lắm, đặc biệt lắm. Nó thì những đức đứng lên cũng từ góc độ đó mà ra, nên mới hướng dẫn quý vị chứ đâu phải nói đại nói càng đâu. Cái gia đình mình mà mỗi ngày cứ lo buồn hoài làm sao mà thành đạt được. Gia đình có 2 người, 3 người mà sợ gì, ta cứ ề đây con không sợ đói mà lo gì. Quý vị ví dụ như từng nào hết gạo lỡ đây, lấy gạo đem về nấu, sao đâu hết gạo lấy nếp. Có gì chia nhau ăn đấy, trời ơi sống vậy nó hạnh phúc vô cùng. Nặng nề chi cho nó mệt. Mấy vị gặp ông thầy vậy thấy cũng thoải mái ghê ha. Thoải mái nó vỗ tay hoài à, không thoải mái đâu vỗ tay đâu, đúng không? Đó, nên ở đây mà bây giờ thứ bảy chủ nhật quý vị không về thấy buồn không? Buồn, buồn. Nhưng mà nói một câu rất ăn tình nha, quý vị không về những đứa cũng buồn. Dù là lời nói này có thật hay giả gì mà cũng nên nói đi. Ồ, thầy là người tu hành buông xả mà, lúc nào thầy cũng có niềm vui chứ, chúng con không gì thầy cũng vui chứ. Quý vị nói chi vậy, câu đó cho nó vô tình. Thà mình nói một câu người ta không gì mình cũng cảm thấy buồn, thì đó gọi là đáp lại tình nhau. À, hay quá đúng không? Rồi một ngày nào mà mình thọ mạng mình đến mình chết đi thì mình chấp nhận thôi. Còn bây giờ con người được sống với nhau thì nên sống cho đặc biệt, nên sống cho thật là tuyệt vời đi. Rồi nói chi đến cái chuyện chúng ta cứ nghĩ mình ở cực lạc hoài, cái chuyện cái cuộc sống của ta bà làm người đây mà chúng ta làm chưa tròn vẹn, sống chưa có niềm vui tuyệt vời, đừng có nói chi mà đi đến cõi ta bà. Ê, gì cực lạc, thấy không? Ta bà thì đến rồi, bây giờ muốn về cực lạc thì ở đây phải an lạc, ở đây phải an lạc. Thí dụ như bây giờ quý vị bận được một bộ đồ đẹp dễ thương, tự nhiên bản thân quý vị cũng thích ngắm nghía mình, đúng không? Đúng không? Vậy thì giờ mình nghe đạo thì sao mà coi mình được chút chứ. Coi bộ đồ nào đó lâu lâu mình cũng thay đổi thời trang chút, coi coi có được không. Rồi coi được chút, thấy không? Rồi tự nhiên á, thấy sao gia đình mình cũng có cái hạnh phúc gì nó mới lạ một chút. À, mình á, làm vợ làm chồng ta mà, ngoài đời mà, có khi bản thân mình cũng phải mới mẻ một chút xíu. Đó cũng là một cái góc độ hiểu biết để nuôi dưỡng cái hạnh phúc gia đình. Ở đây nhà Đức lo cho chúng, mà lâu lâu nhà Đức còn đi mua một bộ đồ cho họ, tuy là đồ lam nhưng mà lâu lâu cũng mua bộ đồ màu. Cũng là đồ như vậy mà họ lại thích bộ đồ này bị mớ, được mớ. Thấy chưa? Vậy là mình là người đàn ông của một gia đình,
Tại sao mình đi ra ngoài lâu lâu, không lẽ mình không biết cỡ đồ của vợ mình sao? Mình vô mình mua một bộ đồ thử đi, mình đem về mình tặng cho vợ mình. Phải, đó là cái điều mà hâm nóng tình cảm không? Thấy không? Sao không làm vậy đi? Như Đức nói thật lòng nghe, mình là người đàn ông nghe, mình là trụ cột của gia đình, gia đình mình đều nghe mình hết. Mình bước vào một cái sạp đồ, mình đi lựa đồ cho vợ mình một bộ đồ. Những người bán đồ, những người phụ nữ bán đồ, người ta sẽ rất ngưỡng mộ. Người ta sẽ hỏi, ủa anh mua cho chị ở nhà hả anh? Nó vợ chồng sống với nhau, bả sanh con, rồi bả nuôi con cực quá. Lâu lâu nó nói chứ mua cho bả một bộ đồ, không biết bạn có vừa dặn hay không, nhưng mà mình nghĩ chắc mình mua cho vợ mình sẽ vui á chị. Nên mình cũng cố gắng cho gia đình được hạnh phúc, nên làm bạn này bạn, nhưng mà ghé ngang cái sạp vợ tôi cỡ vậy đó, chị lựa cho tôi bộ đồ sao cho nó phù hợp tương đối ý kiến giùm tôi một cái nghe. Người đàn ông mà như vậy thì đi đến đâu cũng đồ nó đặc biệt gì đâu, hiểu không? Bô lô bô la vui vẻ. Rồi xong cái người phụ nữ cảm thấy nhìn mình cái ngưỡng mộ, về nói cho chồng họ nghe, em bữa nay em bán đồ mà em gặp một người đàn ông nói chuyện vậy, em cảm thấy trời, đàn ông gì đâu mà đặc biệt, em ao ước sao anh được như vậy. Thấy không? Một bài học đó. Mình đi đâu mình cũng đem vào quán giới thiệu chứ không? Rồi mai mốt mình lỡ mình mua đồ mình có mối, lâu lâu mình lỡ mình mua đồ cho vợ mình là mình vừa lỡ cái là người ta theo cái xe đó, người ta lựa cho mình đồ đẹp. Tại người ta kết mình ơi, cô bán đồ thích mình ơi. Từ đó về sau mình cứ lỡ ngay chỗ đó mình mua đồ, lâu lâu mua cho vợ mình bộ đồ to. Cái hạnh phúc gia đình nó đến nhau từ một bộ đồ không bao nhiêu, nhưng mà nó chứng tỏ một cái gì đó đối với chúng ta lo lắng cho một con người, biết rằng là sẽ thương nhau, sẽ sống nhau cả đời thôi, nhưng mà mình cũng phải có một cái gì đó để thấy rằng mình hình thức gì đó để cho người ta được vui. Những điều này quý vị phải là cái đề học của mình hôm nay không? Tiếp nhận giáo dục gia đình hạnh phúc, đúng không? Bài học này là như vậy mà. Bài học vậy thì những đức giảng vậy thôi. Cái này là giảng gia đình mà quý vị. Chứ ở đây không có nói nhiều về cái chuyện niệm Phật giảng sanh đây nghe. Đó, với nhiều đứa bé nữa các con cũng được nghe, được học rõ ràng. Đúng không? Đó, nên những đức nói rằng các con chỉ cần mỗi tuần về đây niệm Phật 20 phút hồi hướng cho cha mẹ của mình. Những đức nói sau này cuộc đời có con đặc biệt lắm, rất là đặc biệt luôn. Rồi những đức mong các cặp vợ chồng cũng nên đi đến đây. Quý vị thấy nghe điều này quý vị cần nghe không? Sao mà không cần nghe được? Nội mà cái câu nãy như đức nhắc nhở thôi, nếu mình đàn ông quýnh bài bạc, cờ bạc, rượu chè, số đề, cá độ, đá banh thôi, bỏ đi, nghỉ chơi đi. Những đức nghĩ mình về chơi với vợ còn ngon hơn. Không, như đức nói thiệt quý vị nghe nè, quý vị thử đi, quý vị đem đồng tiền có chút đỉnh, quý vị mua miếng đồ ăn ngon đem về, rồi mình bày đồ ăn ra vợ mình với mình mua một chai bia về nhà mình ngồi uống với vợ mình. Nhưng đức nói cái đó cũng là một cách hưởng thụ thông minh. Mình chơi với người ta làm chi mà mình để vợ mình ở nhà. Mình nói em bữa nay về sớm sớm nghe, hôm nay mua mồi mà về nhậu với bà đó. Thôi quý vị coi, phải quý vị là người khôn không? Quý vị mà chơi vậy thì gia đình mình hạnh phúc, nó không có chia rẽ ra, vợ mình nó cũng đi lãng hoàng, đi karaoke rồi đi chơi với bạn bè nữa. Tại vì sao? Mình thường là như vậy đó, từng cái hai ba lần có nhiêu tiền đâu mình mua miếng đồ ăn ngon, mình mua một chai bia Sài Gòn đỏ hay bây giờ bia gì ai biết, bên mình kia mình đem về mình nói bây giờ góp hai vợ chồng ngừng ly, bây giờ thôi tôi chơi với bà, tôi thấy rằng dù khó khăn cỡ nào thì bà vẫn là bên cạnh tôi, rồi tôi có khó khăn cỡ nào thì tôi cũng ở bên cạnh bà, thì thôi tại sao mà ngày xưa giờ tôi thấy tôi dại quá, tôi cứ đi chơi ở đâu trên trời dưới đất không à, mà tôi không biết chơi với vợ, mà tôi cứ nghĩ cái câu đó là giao tiếp để thành đạt. Không phải, thành đạt là ngay vợ con á, ngay chồng mình á, gia đình hạnh phúc thì vạn sự hưng, hiểu chưa? Cái gia đình hạnh phúc mới hưng. Còn mình mà đi chơi với người ta không, gia đình mình nó rối ren, mình về là gia đình mình sẽ phiền não, mà phiền não sao mình thành đạt? Mình phiền não mình sẽ đi ăn chơi tầm bậy tầm bạ thì tiền đổ hết trơn, thì sao thành đạt? Nên chơi với ai cũng bằng chơi với vợ, với chồng, với con ở trong nhà. Nhìn đức khuyên quý vị chân thật đó, bây giờ quý vị chơi với vợ quý vị đi, vợ chơi với chồng, con cái ngồi lại luôn,
ăn ngon, vợ chồng sống với nhau vậy. Ăn xong rồi dọn chén xuống, vợ chồng cùng rửa chén. Trời ơi, nó hạnh phúc gì đâu. Sao không làm đi, cứ làm đúng vậy đi, thử hạnh phúc cho vị thấy à. Chính những đức đi tu mà cứ khi ngồi với các thầy, các chú, các cô, những đức thấy những đức hạnh phúc ghê. Ngồi ăn uống chung, đi đâu xa làm chi, tới ngày đi đâu khơ khơ làm gì. Thôi mình về mình tắm ao mình, dù trong dù đục ao mình vẫn ngon. Nên cái điều đó là tất cả các ông nên suy nghĩ đi, rồi tất cả các cô nên suy nghĩ nghe. Dành thời gian về chùa một chút thôi, ngà một tuần một hai lần, rồi xong còn nhiều thời gian dành cho gia đình của mình nhiều, rồi mình ở nhà hai thờ tu ổn định, rồi nghe pháp mỗi ngày, rồi sống vui vẻ. Đây là điều hạnh phúc đặc biệt. Và cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Cực Lạc Tây Phương nha. Ai về đầu vòng. Sinh nhật hôm nay 11 người nghe. Nhớ nè, sinh nhật không phải đòi quà của cha mẹ, mà là sinh nhật á, để chúng ta tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ. Nếu như sinh nhật mà đòi quà của cha mẹ là người này tổn duyên tổn phước. Ngày đó mẹ mình sinh mình cực khổ, mà mình ngày nay sinh nhật còn đòi mua đồ ăn này, đồ ăn kia, đồ ăn nọ. Hoặc là ngày sinh nhật á, kêu cha mẹ đưa tiền để đãi bạn bè, dại quá. Ngày sinh nhật là ngày mẹ sanh cực khổ, mà chúng ta còn làm gánh nặng cho mẹ, cho cha, sai rồi. Đúng ra các con phải khôn ngày sinh nhật của mình. Các con để dành tiền trước thời gian đi học một chút đỉnh tiền. Các con hãy tự mình đi lợi cái tiệm bánh kem, mua một bánh kem nho nhỏ dù là không được ngon, nhưng về chính đôi tay các con cắt bánh kem này về chia cho cha cho mẹ, chia cho anh cho chị, rồi nói rằng con cảm ơn cha mẹ, nhờ cha mẹ sinh con ra, mà hôm nay là ngày mà sinh nhật của con, ngày con được sinh ra đời. Mẹ rất là cực khổ sinh con, cha thì lam lũ cực khổ để nuôi con. Bây giờ ngày nay ngày sinh nhật, con xin dâng lên chiếc một miếng bánh kem gửi đến mẹ, đến cha, đến anh, đến chị. Ôi ơi, như vậy thì thôi nó quá đặc biệt luôn, đặc biệt vô cùng. Một cắt cũng không muốn làm phiền cha mẹ của mình. Nó, dù mình sau này mình có đi đâu phương xa, nhưng tuyệt đối luôn luôn nhớ về ngày sinh nhật. Niệm một câu Phật hiệu, làm một việc thiện gì đó, để cầu mong cho cha mẹ của mình còn sống thì bình an, mà mất đi thì được siêu thoát. Quá đặc biệt ha. Nên á, chùa mình mỗi tuần thứ bảy sinh nhật những đức tặng cho mỗi cháu một con heo, heo đắt, rồi một cái máy niệm Phật. Những người sinh nhật đều được tặng như vậy. Những đức mong các cháu đều biết tích lũy phước từ khi còn nhỏ, biết dành dụm từng chút thì không bao giờ trở thành người xa xỉ, chắc chắn. Rồi các con có đồng tiền nó làm việc gì tốt được thì các con cứ làm. Đó là cái điều mà những đức tặng các con một con heo và một chiếc máy niệm Phật. Bây giờ những đức đọc tên những người sinh nhật ngày hôm nay nghe. Hồ Thị Cẩm Văn 45 tuổi, Ngô Lương Anh Khôi 10 tuổi, Ngô Thị Bích 58 tuổi, Đào Nguyễn Hoàng Ngăn 13 tuổi, Nguyễn Thị Thủy 36 tuổi, Đoàn Tâm Minh 15 tuổi, Phạm Thị Thanh Văn 48 tuổi, Đỗ Nguyễn Tiến Đạt 20 tuổi, Nguyễn Gia Hưng 7 tuổi, Lê Tấn Thành 11 tuổi, Lê Tấn Đạt 11 tuổi. Những người có tên sinh nhật lên đây nha. Sinh nhật ở chùa chúng ta càng ngày càng đông nha. Thấy cũng vui. Thấy ý nghĩa vô cùng. Mình nên nhắc tất cả các cháu ngày sinh nhật nên trong một tuần đó nên đến ngày thứ bảy. Không phải là ngay ngày này là sinh nhật, nhưng trong tuần đó sẽ đến đây ngày thứ bảy, được được nhà chùa tặng cho quà. Các con nhớ cái máy niệm Phật này quà quan trọng lắm nè, rất là hay luôn. Rất là hay, các con cứ đeo máy niệm Phật đi, con sẽ thông minh. Rồi đi, sinh nhật như Đức nói rõ ràng hết rồi đó. Bây giờ chúng ta chắp tay niệm Phật 10 câu nè, để hồi hướng cho cha mẹ của mình nè nghe, thành tâm chân thật nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A
Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đây. Đây con đứng đây đi con. Đây. Được quay phim. Đây, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nè con trai. Đây. Đây. À, hôm nay có mấy cô đem nước đến gì? Nước đông trùng hạ thảo hả? Nay tặng cho các cháu thêm chai nước nữa nghe. Còn ở nay mấy cô đòn nào không biết cũng cúng dường này chứ không phải như Đức mua chai thuốc, chai nước Nutri hả? Sữa Nutri hả? Sữa trái cây nhớ nghe, tuy là đồ của người ta mua đem lại đây những đứa tặng các con, không mua thì những đứa cũng mua thôi, nhưng mà đã vào ngôi Tam Bảo là thành cái món quà của chùa và lộc của chùa, nhớ nghe. Mà khi các con được nhận cái lộc của chùa là có phước á, có duyên á nghe, có duyên ngôi Tam Bảo. Những đứa nói vậy cho các con hiểu là món quà của người ngoài đời những đem vô chùa là trở thành món quà của Tam Bảo, rất là thù thắng nghe. Đó, cái đó là tấm lòng của mọi người, chúng ta nên tiếp nhận bằng một cái tâm vui vẻ hoan hỷ. A Di Đà Phật, chúc an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này về khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy có lớp đạo làm con, các cháu khi học tập xong có lễ phóng sanh, nên là nguyện Tam Bảo gia hộ cháu nào về chùa mình nhờ cái phước này mà các cháu được khỏe mạnh ngoan, biết nghe lời cha mẹ. Chúng ta nguyện đem cái công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng, và nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, tất cả những người mắc chưa được siêu thoát đều được hưởng công đức này. Và chúng ta hôm nay làm lễ phóng sanh, nhờ cái công đức phóng sanh này giúp cho chúng ta trưởng dưỡng lòng từ. Những đức đưa thường dạy các cháu, con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không dám giết nghe chưa. Mình giết nó đau cũng như mình đau vậy đó. Mà mình giết nó là mình không có tốt, mình không có hiền đâu, không có dễ thương. Nên biết thương con vật là mình dễ thương, mình có tâm từ bi thì mình sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y này các con. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa hàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa hàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa hàng sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc toàn thể đại chúng an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.